Vào chiều qua thì đội tuyển U23 Việt Nam đã tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan. Trước buổi tập này thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã được ban tổ chức cho phép vào tham quan sân vận động Chang Arena trong ít phút. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC để bảo vệ mặt cỏ, các đội tuyển chỉ được tập làm quen mặt sân một ngày trước trận đấu. Vì thế mà đội tuyển U23 Việt Nam đã phải xin vào sân theo diện tham quan để các cầu thủ làm quen với không gian của sân thi đấu chính thức. Chang Arena từng chứng kiến nhiều kỷ niệm đẹp của huấn luyện viên Park Hang-seo khi cùng U23 Việt Nam đoạt giải 3 tại M150 Cup 2018 và giải nhì King's Cup 2019. Sân được xây dựng năm 2010 và được mệnh danh là lâu đài sấm sét vì toàn bộ sân có kết cấu bằng thép với sức chứa 32.600 chỗ ngồi. Trước đó thì các quan chức của AFC đã đến khách sạn nơi U23 Việt Nam đóng quân để chào hỏi và phổ biến các quy định liên quan tới giải đấu. Phải tới ngày 10 tháng 1 thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo mới có trận ra quân gặp U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng vào chiều nay thì vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức được khởi tranh với hai cặp đấu đầu tiên. Và bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại lịch sử 3 lần giải đấu được tổ chức. Vòng chung kết giải U23 châu Á đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 tại Oman. Giải đấu có sự góp mặt của 16 đội tuyển. U23 Myanmar là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết. Kết thúc vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2013, U23 Iraq là đội bóng giành chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước U23 Ả Rập Xê Út. 3 năm sau, giải đấu lần thứ hai mới được tổ chức tại Qatar. Số lượng các đội bóng tham dự vòng chung kết vẫn là 16 đội. Tại giải đấu năm đó, đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu góp mặt. Tuy nhiên, chúng ta đã toàn thua cả 3 trận và dừng bước ngay tại vòng bảng. Kết thúc giải, đội tuyển U23 Nhật Bản đã giành chức vô địch sau khi đánh bại đội tuyển U23 Hàn Quốc với tỷ số 3-2 ở trong trận đấu cuối cùng. Giải đấu lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Thường Châu của Trung Quốc vào năm 2018. Giải đấu này, U23 Việt Nam lần thứ 2 tham dự. Và đây chắc chắn là vòng chung kết không thể nào quên của bóng đá Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết được một câu chuyện cổ tích khi đi một cảnh với trận chung kết. Ở trong trận đấu cuối cùng, mặc dù đã chơi đầy kiên cường, nhưng Quang Hải và các đồng đội đã không thể giành được chiếc vô địch sau khi phải nhận bàn thua ở phút cuối cùng của hiệp thứ hai trong cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan. Như vậy trong cả 3 giải đấu trước đó, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chiếc vô địch. Vào ngày mai thì giải đấu quan trọng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong năm mới 2020 là vòng chung kết U23 châu Á sẽ được diễn ra. Đây là giải đấu mà đội tuyển của chúng ta đã thi đấu rất thành công khi giành ngôi Á quân cách đây 2 năm. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với cái nhìn tổng quát về sự kiện đáng mong đợi này trên đất Thái Lan. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 trên 4 sân vận động của Thái Lan, gồm Rajamangala, Chang Arena, Thammasat và Tinsulanon. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 1. Vòng tứ kết được tổ chức trong 2 ngày, 18 và 19. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 22 tháng 1. Trận tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 25 tháng 1 và sau đó một ngày là trận chung kết. Về thể thức thi đấu, 16 đội góp mặt được chia vào 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm nhằm chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng để vào vòng đấu loại trực tiếp. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng là vòng loại tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản. Theo phân bổ, châu Á sẽ có 4 đại diện góp mặt, trong đó một suất thuộc về nước chủ nhà là U23 Nhật Bản. Do vậy, 3 tấm vé còn lại sẽ thuộc về 3 đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan, trừ Nhật Bản. Ở giải đấu lần này, công nghệ VAR sẽ được AFC áp dụng cho toàn bộ 32 trận đấu. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được sử dụng trong một giải đấu tầm cỡ châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam đang rất tích cực để chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong từng buổi tập thì sự tập trung của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là điều dễ hiểu bởi những đội bóng góp mặt ở bảng D giải đấu trên đất Thái Lan khá ngang tài ngang sức khi từng có những thành công nhất định trong lịch sử giải U23 châu Á. Trong số 4 đội ở bảng D, U23 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho một suất vào tứ kết. Thất bại trong trận chung kết trước Uzbekistan tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể lạc quan về cơ hội tiến thêm một bước để lên ngôi vô địch lục địa tại Thái Lan năm nay. Tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải sẽ là niềm kỳ vọng lớn nhất, cùng với 6 cầu thủ nữa trong đội hình đã cùng tuyển quốc gia làm nên kỳ tích ở Asian Cup 2019 và vô địch AF Cup 2018, bất chấp sự vắng mặt đáng tiếc của Đoàn Văn Hậu tại giải.
Trong số 16 đội có mặt ở vòng chung kết tại Thái Lan 2020, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là ghi bàn thắng ít thứ hai, 4 bàn tại vòng loại. Tuy nhiên, họ lại sở hữu một hàng phòng ngự chắc chắn khi chỉ để thủng lưới một bàn trên đường tới vòng chung kết. Cùng thành tích bất bại ở bảng đấu vòng loại có Singapore, Hồng Kông Trung Quốc và Mông Cổ. U23 Jordan thực sự là đối thủ nặng ký trong cuộc đua tranh vé vào tứ kết ở bảng D khi mang đến giải đấu đội hình được xem là thế hệ vàng với mục tiêu lặp lại thành tích 6 năm trước. Và hy vọng này càng tăng cao khi đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ahmed Aden Qader, nhà cầm quân bản địa từng nổi danh khi làm nên lịch sử với việc đưa Jordan dự World Cup U20 năm 2007. Hai ngôi sao sáng của đội bóng này là Omar Hani và Musa Antamari, cả hai đều đang khoác áo câu lạc bộ Apoel Nicosia của đảo Síp. Vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan lần này, U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mang một thế hệ cầu thủ tài năng mới với khát khao tái lập thành công của thế hệ đàn anh đã từng đoạt vé dự Olympic 2012. Khalifa Al-Hamadi, Ali Saleh và Jassim Yacoub đều là những thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn đầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng chung kết Asian Cup 2023. Huấn luyện viên người Ba Lan Maciej Skoza cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhắm đến mục tiêu tiến xa ở Thái Lan khi sở hữu một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất của giải đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 tuyển thủ dự giải. Trái với bản danh sách ban đầu, hai cầu thủ bị loại ở lần chốt này là Trọng Đại và Danh Trung. Một quyết định khiến không ít người bất ngờ, nhưng với thầy Park, những tính toán của ông luôn có độ chính xác và hiệu quả rất cao. Cách đây ít hôm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách gửi lên ban tổ chức giải U23 châu Á. Theo đó, hai cầu thủ bị loại là Trần Đình Trọng và Nhâm Minh Dũng. Tuy nhiên, đến lần chốt danh sách mới nhất vào ngày hôm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giữ lại cả Đình Trọng và Mạnh Dũng. Thay vào đó, hai cầu thủ bị loại là Trọng Đại và Danh Trung. Với trường hợp của Trần Đình Trọng, không ai có thể phủ nhận tài năng của cầu thủ này. Vấn đề là trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này đã cho thấy dấu hiệu tiến triển tốt từng ngày và mới đây, anh đã thi đấu 45 phút trong trận đấu tập với U23 Bahrain. Trong trận đấu đó, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 và hàng thủ cho thấy những bất ổn. Vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo cuối cùng đã quyết định giữ Đình Trọng ở lại, bởi anh chính là linh hồn của hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tính tới chặng đường dài phía trước, bởi tại vòng bảng, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu không có khó khăn với các đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Cơ hội để U23 Việt Nam đi tiếp vào vòng sau là khá lớn. Lúc ấy, chắc chắn Đình Trọng sẽ hoàn toàn bị chấn thương. Còn với trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng là khác. Tiền đạo của câu lạc bộ Vietcombank có thể không kiếm được một suất đá chính khi những chân sút khác như Tiến Linh hay Đức Trinh đều đạt độ cao. Nhưng anh sẽ là phương án dự phòng tốt nhất có thể khi U23 Việt Nam chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Sơ đồ nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng tại vòng chung kết lần này. Trong tất cả các giải đấu đã qua, việc chọn cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn mang lại bất ngờ cho các đối thủ cũng như các nhà làm chuyên môn. Nhưng đó đều là những bất ngờ đầy thú vị khi những cầu thủ được chọn đều thi đấu thành công. Lần này, người hâm mộ cũng đang chờ đợi sự chèo lái tài tình của huấn luyện viên Park Hang-seo để đưa U23 Việt Nam tái lập thành tích tại sân chơi này 2 năm trước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua U23 Việt Nam đã có mặt tại thành phố Buriram của Thái Lan để chuẩn bị đá trận ra quân giải U23 châu Á 2020 với UAE. Và vào chiều qua thì U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi di chuyển đến Buriram. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được bố trí tập trên một sân phụ của sân Chang Arena. Ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á đã có những hành động cụ thể và chú đáo giúp các buổi tập của U23 Việt Nam đảm bảo được sự riêng tư. Để đáp ứng yêu cầu tập kín của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban tổ chức vòng chung kết U23 châu Á đã quây kín sân tập bằng tôn cao hơn 2 mét. Việc này giúp U23 Việt Nam đảm bảo bí mật trong những buổi tập về chiến thuật. Ngoài việc thiết lập hàng rào chắn, ban tổ chức còn bố trí một lực lượng an ninh để đảm bảo các phóng viên không thể có cơ hội quay phát hay ghi hình buổi tập của U23 Việt Nam. Các phóng viên đến sớm cũng bị nhân viên an ninh mời ra ngoài cho đội tuyển đến mới được bắt đầu tác nghiệp. Chưa hết, ở những mô đất cao có thể đứng quan sát trong sân, lực lượng an ninh cũng được bố trí canh giữ, ngăn cấm người mộ cũng như các phóng viên tác nghiệp. Dù sân tập cách khách sạn của U23 Việt Nam chỉ khoảng 100 mét, nhưng ban tổ chức vẫn bố trí xe đưa đón và có lực lượng cảnh sát đảm bảo an toàn. Cũng trong ngày hôm qua thì trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa Việt Nam UAE vào danh sách 5 trận đấu đáng chờ đợi của vòng bảng U23 châu Á 2020. Khác với thân phận lót đường năm 2018, Việt Nam sẽ bắt đầu giải năm nay với một vị thế khác. Trong cuộc đối đầu gần đây nhất tại cấp độ đội tuyển quốc gia hồi tháng 11 năm 2019, Việt Nam giành chiến thắng 1-0 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Nhưng ở trận đấu trước đó, trận tranh giải ba ASEAN 2018, thì U23 UAE được tận hưởng niềm vui thắng 4-3 bằng lượt đá luân lưu. Sự chênh lệch không lớn đó báo hiệu một cuộc đối đầu hấp dẫn sắp tới. Và nếu chiến thắng thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ tiếp tục quỹ đạo đi lên mà còn khẳng định sự thay đổi quyền lực trên bình diện bóng đá châu lục. Thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Chúng ta tham gia giải lần này không còn là một ẩn số nữa, mà là đương kim Á quân. Đến giải lần này chúng ta sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình và sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Người hâm mộ lại được nhớ về những khoảnh khắc hào hùng như ở Thường Châu 2 năm trước. Năm nay khó lắm, qua vòng bảng là tốt rồi, đâu dễ như năm trước, nhưng vẫn luôn chúc đội tiến xa nhất có thể. Việt Nam phải tập làm quen với vị thế top trên của châu Á để chuẩn bị vươn tầm thật sự vào những năm tới. Chưa bao giờ Việt Nam ở một vị thế như thế này ở một giải cấp châu lục. Niềm tin càng lớn, áp lực càng cao. Mong các em tỏa sáng để mọi kỳ vọng đều được viên mãn. U23 Việt Nam có thể mạnh hơn 2 năm trước, nhưng việc lặp lại thành tích của năm trước ở U23 châu Á gần như là điều không thể. Bởi hiện nay, các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ U23 Việt Nam và yếu tố bất ngờ sẽ không còn nữa. Đội hình năm nay không mạnh hơn 2 năm trước, chiều cao trung bình có tăng, thì so với tầm châu lục, cải thiện đó không giúp gì nhiều, bởi so với các cầu thủ Tây Á, Đông Á, Bắc Á đều cao hơn chúng ta. Còn thể lực và chiến thuật, từ khi huấn luyện viên Park dẫn dắt, vốn dĩ đã tăng và đấu pháp chặt chẽ rồi. Điều chắc chắn nhận thấy là các cầu thủ trẻ của chúng ta hiện tại so với lứa 2 năm trước thì kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn ít, nên khi bị áp lực dẫn bàn thì khó vượt qua được như lứa vừa rồi. Chưa đá nên chưa thể nhận xét được đội hình năm nay mạnh hơn 2 năm trước. Với những nhận định về thể hình, thể lực, chưa đủ thuyết phục để khẳng định đội hình năm nay sẽ mạnh hơn. Một đội hình mạnh chưa chắc gì đã đạt được thành tích tốt hơn. Bởi nhiều yếu tố, các đội giờ đã chú ý đến Việt Nam nhiều hơn, phân tích kỹ lưỡng Việt Nam hơn và sẽ chăm sóc Việt Nam kỹ càng hơn. Chuyển sang một thông tin khác, vào chiều qua mùng 7 tháng 1, ông bầu Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyên Đức đã cùng 6 doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh có buổi công bố giải bóng đá sinh viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mở rộng SVLeague 2020. Giải với sự tham dự của 8 đội bóng trên địa bàn thành phố và Cần Thơ. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đầu bảng vào bán kết và chung kết. Giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 11 với khoảng 18 tuần thi đấu. Tại lễ công bố, các doanh nghiệp đã cam kết sẽ góp vốn đầu tư cho mỗi đội bóng mà họ bảo trợ tham dự giải một cách chuyên nghiệp theo hướng lâu dài, với tham vọng đưa giải đấu sinh viên dẫu mang tính phong trào nhưng sẽ bài bản chẳng kém các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Trước mắt, các đội sẽ được đầu tư 2 tỷ đồng mỗi năm và có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, các cựu cầu thủ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh lại có dịp gặp gỡ, giao lưu và thăm hỏi nhau. Bên cạnh đó là các trận đấu giao hữu mang tính chất tất niên và chi hội cựu cầu thủ tổ chức trao quà Tết đến với các cựu cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn. Năm nay, chi hội cựu cầu thủ nhận được sự chung sức của Sài Gòn FC, ban tổ chức giải thưởng Fair Play là báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều cá nhân, tập thể khác với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Tương tự như năm ngoái, chi hội cựu cầu thủ đã tiến hành trao 40 phần quà, mỗi phần quà gồm 3,5 triệu đồng cùng túi quà trị giá 500.000 đồng. Trước khi tiến hành lễ trao tặng quà cho những cầu thủ nghèo gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống là các trận giao hữu giữa các đội trưởng Giang FC, câu lạc bộ An Lạc, cựu tuyển thủ Thành phố Hồ Chí Minh với sự xuất hiện của những cựu danh thủ. Theo kế hoạch, vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, ban tổ chức giải thưởng của bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ phối hợp cùng câu lạc bộ Sài Gòn, đại diện các cầu thủ đoạt danh hiệu của bóng vàng 2019, tiến hành trao quà xuân đến với các cựu cầu thủ Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn